Cùi cùi em rất là nhiều. Xin lỗi. Alo. Ôi, xin chào mọi người. Hôm nay có một chủ đề rất là nhạy cảm. Bây giờ mình sẽ hỏi cách anh em trong nhóm. Hi. Mikachu ơi, sao phải có? Ôi dồi ôi, thơm thế. Ôi dồi ôi. Các bạn chắc mình đến không đúng giờ phết. Quê. Thôi, tìm người khác. CJ, tao có thể làm phiền mày một chút không? Làm phiền? Hôm nay em muốn hỏi mày. Tao. Cứ bình tĩnh đã. Mày có biết uống rượu không? Có. Thì bao nhiêu cốc bia mới đủ? Không có gì là đủ cả, tức là mình muốn bao nhiêu thì mình uống bấy nhiêu thôi. Ví dụ nha, mà muốn uống kiểu để mình trải nghiệm thì mình nên uống bao nhiêu? Một cốc cũng đủ, 10 cốc cũng ok, mà 20 cốc cũng được. Một cốc cũng đủ, 10 cốc cũng ok, mà 20 cốc cũng được. Nghĩa là sao phi đang hỏi CJ, với CJ bao nhiêu cốc mới đủ? Nếu sau khi ngồi với các bạn và lái xe thì không uống. Còn nếu mà không lái xe, đi taxi hoặc là đi whatever thì 2 cốc được, 5 cốc được. Nói chung là không có số lượng là gọi là ít hay là nhiều. Như là với quan điểm của Safi, Safi nghĩ là rượu cũng sẽ làm hại sức khỏe của mình. Thì có CJ có đồng ý với quan điểm của Safi không? Cái gì nhiều quá cũng tốt. Xuất sắc. Nhưng mà cũng không nên hạn chế. Tức là con người cũng cần một chút rượu trong cơ thể. Và người ta cũng khuyến khích là một ngày nên uống một ly rượu vang một ngày. Còn theo khoa học thì là phải 3 tháng mới được uống một cốc. Không bị điên à? Cái này vừa kiểm tra xong. Thế á? Thế là khoa học đấy không đúng, người ta điều tra không đúng rồi. Whatever, anyways. Một ngày một... Không phải. Chắc chắn luôn em vừa kiểm tra xong. À, một ngày một ly. 3 tháng một ly là coi như là thầy chùa rồi. Ba 3 tháng một ly hả? Rồi, tìm kiếm người khác. Are you okay? Ôi dồi ôi. Các bạn có không ạ? Người phụ nữ Việt Nam nè. Một tháng em uống rượu bao nhiêu lần? Không đếm được. Unlimited luôn. Còn ai nữa nhỉ? Ai? Bạn ý ngược lại quan điểm với anh hỏi làm gì nữa? Bạn không biết xin là bao nhiêu nhỉ? Cái chuyện ăn nhậu mà đừng khu trên đây thì không ngày nào, tức là ngày nào vui nhậu, rồi buồn thì mình đi nhậu, thì mà không vui không buồn thì mình cũng nên đi nhậu. Thì tức là mình rảnh thì mình nhậu thôi. Nhất trí. Thôi tìm mong muốn tìm ai đó mà không biết uống rượu đâu nhỉ? Tại vì mình cũng không biết uống rượu đâu. Nếu mà uống rượu thì sẽ đau. Cái đó là lý do mình không thích. Cân bản thì thích rồi. Mình không biết uống rượu, mình cũng đã bỏ rượu rất là lâu rồi. Ừ. Không phải là thích, tại vì sau một thời gian mình uống mình thấy nó làm hại sức khỏe của mình và kiểu ảnh hưởng cuộc sống của mình rất là nhiều. Đấy, vì vừa mệt mỏi, vừa mất tiền, vừa kiểu đau đầu, nó không hài lắm. Đấy. Sau Việt lại. Còn có một bạn cũng là người Nga. Ờ.
giả quan điểm của em, quan điểm của em với rượu không? Với rượu á, em rất là không thích. Em nghĩ là thậm chí là em nghĩ là rượu nên làm thành một cái thứ như kiểu là phạm pháp, như kiểu là ma túy hay là gì đó. Đó, em nghĩ là nó không giúp đỡ được cho mình một cái gì cả. Vui thì mình có thể tìm được những niềm vui ở chỗ khác, không bắt buộc phải có rượu. Mà nhiều người thì bảo là phải, ví dụ như là buồn, giải sầu thì uống rượu. Cái đấy cũng không đúng, bởi vì là sau khi mình uống rượu thì mình chỉ thoải mái được lúc đấy thôi. Xong mà sau lúc đấy, hôm sau khi mà mình tỉnh ra, mình... Tại vì nó là chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Giải pháp tạm thời và nói chung là nó không mang lại một cái gì tốt đẹp cho con người cả. Sa phí nghĩa là Lily không nên chia sẻ nhiều, tại vì sắp tới mình sẽ vào, mình sẽ ngồi và nói với câu chuyện này. Cảm ơn Lily rất là nhiều nha. Ok, còn có ai nữa? Có một bạn, có một bạn mình thật sự mình rất là quý bạn này. Vấn đề thì quý em rất là nhiều. Quý ơi, như là sao anh muốn hỏi em một câu, em quan điểm của em với rượu là gì? Rượu đối với em là một cái phương tiện để mình có thể mình giao lưu được, chứ không phải là một cái thứ để mình có thể đỡ buồn hay là vui. Nên là đối với em là nó là một cái phương tiện để mình giao lưu cho nó dễ thôi, chứ thật ra thì nó không phải là một cái thứ để mình có thể giải thoát được buồn hay gì đó. Nên là mình phải cẩn thận với nó chút xíu. Sao vì cũng đồng ý như vậy. Ok. Thì đến bây giờ Savi phải chia tay các bạn. Bây giờ Savi phải đi quay. Hẹn gặp lại các bạn nhé.